Chào các người đẹp. À ha, cái này, mày sẽ giúp tao làm cho loại thuốc này trở nên cực mạnh. Và thêm một chút cái này nữa. Và mày, bạn thân mến. Không. Kiểm tra xem mình có sót gì không nhá. Đủ hết rồi, chỉ cần vài giây thôi là mình có thể thử nó. À, tuyệt cú mèo. Ngon quá nhưng cái gì đây? Tác dụng phụ, có thai á? Gì cơ, tại sao? Ồ không, không thể được. Ồ, mình phải làm gì đây? Mẹ ơi, con muốn ăn. Ồ, mình đói quá. Quản gia, tôi đến đây, tôi đến đây. Đây là bữa ăn của cô. Một cái burger ngon quá. Gì nữa? Kinh quá, từ chối. Được rồi, mẹ sẽ xử lý trong một giây. Tuyệt vời. Đúng rồi, thử thay đổi công thức một chút xem. Và thêm vài thành phần nữa. Yeah mẹ ơi, yeah. Món cuối cùng. Giờ thì hoàn hảo rồi. Chúc ngon miệng. Cô ơi, cô cần đồ uống. Nhưng sao cơ? Không phải chứ. Đúng là làm quá. Đã xong một việc. Mình nghĩ mình đã tăng cân. Bao nhiêu vậy? Không nhìn thấy. Mình nghĩ có một cách khác để làm. Bao nhiêu vậy? Ôi không, mình béo quá. Nhưng khoan, đúng rồi, mình phải bỏ hết mấy thứ này ra. Tốt hơn nhiều rồi. Thử lần nữa nha. Thật bất công. Khoan, còn một cách nữa. Xem thử giờ nha. Tuyệt vời. Giờ mình thích hơn rồi đấy. Chúc mừng ngon, đến giờ ngủ rồi. Mẹ ơi, không phải như thế. Không thể chịu nổi. Ngủ đi mà thôi nào. Mẹ xin con thôi mà. Đau quá. Thôi không. Một cái donut. Tò mò quá. Thử xem nào. 1, 2, Shazam. Tốt, đúng thứ mình cần. Tốt hơn nhiều rồi. Cuối cùng cũng ổn, ngủ ngon con yêu. Cô ơi. Cuối cùng cô ấy cũng ngủ rồi, ngủ ngon. Gì vậy? Kệ đi. Thích quá. Chắc mình quên. Đúng rồi, hôm nay có một bữa tiệc. Mà mình không có gì để mặc cả. Hey, quản gia. Đây thưa cô. Xem thử nào. Mấy cái này trông đẹp đấy. Thôi nào. Được rồi, thử cái khác. Đây sẽ là trang phục hôm nay của mình. Nhưng cái quần. Ôi không nữa hả? Mình nghĩ mình cần đồ mới. Đấy rồi. Gói hàng của cô đây. Cảm ơn. Còn tiền bỏ. Xin lỗi. Của anh đây. Cảm ơn. Chú ơi, mình giàu rồi. Giờ mình có thể làm mọi thứ mình muốn. Chúng ta có gì ở đây? Tuyệt vời, thử xem nào. Thôi nào. Được thôi, hãy làm theo cách cũ. Giờ mình đã sẵn sàng để đi. Cây chổi của mình đâu? Tuyệt vời ghê. Nhưng khoan,
đó là gì vậy? Nó có mùi thơm quá. Hả? Mùi kinh khủng. Kinh quá. Cô ơi. Dạ. Cái này cho cô. Nhưng đều, không, đem nó đi đi. Đợi đã, đó là cái gì vậy? Đây. Không. Đây. Mẹ ơi, thật tuyệt vời. Nó có mùi thơm ghê. Thơm ghê. Cậu đúng là kỳ quặc. Xem trên mạng có gì nào. Một con mèo. Không ấn tượng. Hey, con thích nó. Ôi trời ơi, buồn cười quá. Không thể nào, sao cơ? Chị gì? Sao dám làm thế? Còn cái này thì sao? Con mèo tội nghiệp, nó ở đó có một mình. Thế giới này thật độc ác. Mình nghĩ mình cần một miếng bọt biển. Những giọt nước mắt này không ngừng rơi. Nhưng luôn có một giải pháp. Mình chỉ cần cặp kính đặc biệt. Giờ sẽ tốt hơn nhiều. Thêm đi, thêm đi. Con mèo tội nghiệp. Hả? Dừng rồi hả? Cuối cùng cũng dừng. Ồ trời, nhiều nước mắt quá. Được rồi, tiếp theo. Mệt quá. Mình nghĩ có một liều thuốc dành riêng cho việc này. Có vẻ dễ. Chúng ta cần có đôi mắt. Đây rồi. Và cưng, đến đây nào. Go. Và giờ thêm vài giọt này. Đẹp lắm. Và khuấy nó lên. Kiểm tra xem nào. Ui, dễ chịu ghê. Nhưng có chuyện gì vậy? Ôi không, cái gì đây? Mình đã mất năng lực và tiền. Nhưng bụng bầu vẫn còn. Ôi không. Này. Xin chào. Một em bé thế kìa. Đi thôi. Được đấy nha. Chị cũng có em bé đấy hả? Là bé trai hay bé gái? Này. Alo. Khi nào chị sinh? Có đạp không? Ôi không. Bác sĩ. Tuyệt vời. Ngửi đi các nàng. Còn vậy nữa hả? Yếu. Nào các cô kháo cho em bé thôi. Cô trước đó ạ. Sẽ hơi nhồi một xíu. Đây là em bé rồi nè. Ôi, thật sao? Đây là một em bé giàu xinh xắn. Đúng như mình mong ước rồi. Wow, chúc mừng cô. Giờ khám em bé của cô nhé. Hồi hộp quá. Ok. Thú vị nha. Sao ạ? Là một em bé nghèo. Tức ghê. Chúc cô may mắn lần sau. Em bé nghèo sao? Gì chứ? Nhưng bé vẫn đang yêu cơ mà. Bé nhà tôi tuyệt hơn. Mẹ cũng đói rồi bé con. Mẹ ơi, con đói ạ. Cho con ăn. Món nào trông cũng ngon. Chọn cái nào ta? Biết rồi, món tuyệt nhất cho bé con. Pizza. Gì đây? Pizza nè. Đây rồi. Giao hàng đặc biệt. Mình phải tập gym thôi. Mong là cô đói ạ. Wow, tuyệt vời luôn. Khỏi thối tiền. Xin lỗi, tôi gọi món này. Vậy á? Hơi nhỏ đó nhỏ. Cậu nghèo ghê. Thèm món này lắm luôn rồi.
Ngon dã man, đây là cái pizza đỉnh nhất luôn. Uầy, pizza oops. Chà, cũng là đồ ăn. Nhìn cũng ngon đấy nhở. Hơi bị nỉnh nha. Wow, vừa miệng luôn. Giòn phết. Wow, khoai nữa ạ. À? Mẹ chiều mình ghê chứ. Mình cần gì đó để uống. Nước ngọt. Đã khát phết đó. Bữa hôm nay ngon thật. Bà cháy hết sức. Nhưng mình không nên ăn nhiều quá. Còn một chỗ nè, dọn dùm tôi với. Nhìn mấy thứ xinh xẻo này nè, đến lúc shopping rồi đó nha. Hoàn hảo luôn. Tôi mua nhé. Dạ vâng. Nhiều tiền quá đi mất. Nhìn kìa. Phải nhanh tay mới được. Chuẩn như Lê Duẩn. Có cái gì đâu. Sao? Sao đắt thế này? Mà kệ đi, mình giàu mà. Giàu. Xin lỗi. Bỏ tay mấy người này luôn. Sao cái gì cũng đắt vậy má? Cái này đi. Phải làm sao bây giờ? Xé nhãn giá thử xem. Chả ai biết đâu mà. Mình sẽ đi nghỉ dưỡng. Chào. Nhưng cái này đẹp. Nhưng cảm ơn. Ủa, chuyện gì vậy trời? Mình thích xem phim, mình thích xem phim, mình thích xem phim. Xem phim gì nhỉ? Gì đây? Phim hành động sao? Không, sợ lắm. Không đâu mẹ ơi. Phim hành động sao? Người ta đánh nhau. Bé con không thể xem được. Thôi. Chị đang bầu à? Cho em sờ nhá. Còn chị giàu lắm. Cầm tiền đi và đừng sờ vào bụng bầu. Chuẩn rồi mẹ ơi. Không ai được sờ nha. Ước gì mình có tiền. Lém bé à? Ôi là trời. Cho em sờ nha. Được không? Nha. Tiền nè. Sẽ mất phí đó. Ok, tiền đây. Em bé ơi, em bé. Wow, tao không muốn giờ nữa. Bỏ ngô đây. Ok, giờ mình xem phim được rồi. Wow, ngon thật đó nha. Là bim bim sao? Này, ăn không gái ơi. Có, cảm ơn. Tôi ăn cho con tôi ạ. Nhưng ăn một miếng thôi chứ. Bỏ tay luôn. Mình dễ xúc động quá. Hài hước ghê. Khóc. Giờ cười đi. Mình thích chỗ này. Chơi cả ngày cũng được à. Sao lại như vậy nhỉ? Mình ghét hóc môn. Vui dã man. Tập nào bé ơi. Và 1, 2, 3, 4. Phải tập mới khỏe. Nóng người nè. 5, 6 và tăng cơ giảm mỡ thôi. Em cảm nhận được rồi. Tập gym làm mình đói ghê. Tiếp đi gái ơi. Em làm tốt lắm. Lưng cao mà kệ đi. Mình chỉ nâng cạn kiểu này thôi. Xem nể má. Xinh xẻo ghê. Như vậy đơn giản hơn nhiều. Mệt quá à. Gái nào, quỳ xuống cho tôi. Nước đây được khô. Đổ hết cả mồ hôi rồi. Hết sạch rồi. Phòng mình bừa ghê. Chỉ còn một cách mà thôi. Phải dọn dẹp chứ sao. Không, con muốn tập gym. Làm đi mẹ ơi. Mình có ý này nè. 1, 2, 3. Làm cả hai thứ cùng lúc luôn nhá. Mình đa di năng thật sự. Tập bắp tay nè. Yêu bụi quá ta.
phải chui mới được. Cố lên mẹ ơi, tập nào, mẹ làm được mà. Mình hơi hối hận rồi đó. Ú thì dễ hơn, nhưng mình sẽ cố vì bé con. Tuyệt vời, ổn áp. Trời ơi, Miu, mệt quá đi, mình phải nghỉ chứ. Hả, chồng yêu của em em vừa lau nhà đó. Sao anh dám? Vô tình thôi em. Mình phải chuẩn đây. Quay lại mau. Đói dã man luôn. Để xem có gì ăn nào. Hả? Cái này được nè. Sô-cô-la, bá cháy. Chocolate? Không, con không thích đâu. Tự nhiên mình muốn nôn quá. Gì vậy? Đồ ăn mèo. Yay. Đồ ăn mèo, đúng thứ mình thèm. Đâu nào? Sao mình nghén thịt cục ghê. Nhưng phải ăn thôi, chắc bé mèo không phiền đâu. Đừng quên sữa đó nha. Y như ngũ cốc thôi. Kìa đâu nhở? Nhìn tuyệt quá đi. Thử một phát xem nào. Ngon quá đi mất. Nhìn cái bánh này nè. Ngon tuyệt. Hả? Mọi bánh á? Chán ghê. Sao vậy con yêu? Mình biết rồi. Đi thôi. Lục tủ lạnh nào. Có gì thế nhỉ? Cá tốt phết đây. Mình cần thêm nguyên liệu. Thế nào cũng ngon miệng lắm. Đến lúc làm sandwich rồi. Mình giỏi nội trợ thật. Wow, trông ngon xỉu luôn á. Của mình tắt nhé. Chào em yêu. Em đang ăn gì đó? Anh muốn ăn không? Tự nhiên. Không, anh ổn. Chà, vậy em ăn. Buồn ngủ quá đi. Mình muốn chợp mắt. Mẹ làm gì vậy ạ? Động đất. Đúng rồi. Không ngủ nổi. Quản gia. Không phải ạ. Tôi cần tất tần tật. Thoải mái ghê. Ấm cúng nữa. Ổn chưa nào bé con ơi? Không thể thoải mái nổi. Này. Không, chả ổn hơn chút nào. Mẹ ơi. Bực thật đấy. Con không muốn làm vậy nữa đâu. Nhưng ok la rồi. Chào các cô. Menu à? Wow. Đó là giấy vệ sinh sao? Cảm ơn. Thế hai cô muốn gọi món gì? Tôi ăn ốc nhé. Gu của tôi sang chảnh lắm. Pizza. Hoàn hảo. Ngon lành. Cảm ơn. Wow, nhìn sang thực sự nha. Ngon tuyệt. Ốc hôi hả ta? Hãy chúng ta đổi nhé. Tiền hả? Chất luôn deal này. Của cậu đây. Ngon quá. Bá cháy luôn. Một. Alo. Đẹp tự nhiên mà. Xinh thực sự. Ok, cho lui đó. Sẵn sàng rồi. Ok, cười nè. Xinh lắm bà. Cô khỏi nói, tôi cũng biết nhé.
Tôi đẹp mọi góc cơ mà. Wow, đỉnh cao. Tuyệt vời, cô ăn ảnh thật đó nha. Mình tập tạo dáng mãi cơ mà. Đây là dáng là Bella. Biết mà, tôi biết. Quá trời đẹp. Cô có chắc là muốn xem không nhỉ? Hả? Sao cơ? Mình giàu và đẹp mà. Cô bị đuổi. Nhưng studio của tôi mà. Wow, xinh thế nhở. Chào, tôi muốn chụp ảnh ạ. Ok. Được rồi, chụp nhanh cho xong nhỉ. Nước mũi. Có gì trong răng thế này? Đã ngứa ghê. Wow, đây là những tấm ảnh xinh nhất tôi từng chụp đó. Chả hiểu sao luôn. Nhìn dai dai nhở. Bó tay. Tôi nghỉ việc. Đây sẽ là bữa tiệc chào mừng em bé xịn nhất. Mong được bóc quà ghê. Quà đây ạ. Cảm ơn. Tớ thích quà lắm. Nhiều quá đi mất. Wow, không biết là cái gì nhỉ? Là iPad. Tuyệt quá đi. Còn đắt nữa. Wow. Wow, cậu may thật á. Mình hơi hộp quá. Có vậy thôi sao? Bánh nướng hả? Cũng ổn mà. Chủ yếu là tấm lòng thôi. Nhìn cũng xinh xẻo. Và giờ ước nào. Wow, xong rồi. Wow, làm bạn nhé. Tụi mình sẽ đếm tiền cùng nhau. Vàng ròng hả má? Alo, cậu sẵn sàng chưa? Làm liền nào. Một, hai, ba. Wow, đẹp quá đi mất. Thế gì vậy trời? Ew, khiếp. Yeah, giàu, tuyệt. Wow. Tuyệt. Kết thúc rồi. Chân. Má. Khoan. Đói quá đi. Wow, mình muốn ăn sạch. Món này trước đi. Ngon lành quá. Bà bảo không được ăn cái này. Hả? Hôm nay may ghê ta. Shopping thôi. Mua nè, mua. Wow, tớ mà muốn là tất có. Mua tất tần tật. Ủa, shopping mệt thật sự. Vợ ơi, tiền đâu cả rồi? Tại em bé đấy chồng. Wow, chỗ này sang chảnh ghê. Wow. Wow, con muốn tất cả. Wow, đẹp chỗ này. Trời đất ơi. Đây, hay đây. Cái này đi. Xinh ghê. Chuyện gì vậy? Sao không lấy được? Cái này đi. Cái gì? Mình bị sao thế này? Wow, đồ ở đây cũng được nè. Tuyệt, đồ mới. Sao lại thế nhỉ? Chồng, xin lỗi mẹ. Chắc phải lấy cái này rồi. Mẹ bị làm sao vậy mẹ? Được rồi. Chả ngủ được. Cô bà chủ đây ạ. Tôi muốn tất cả luôn. Bé có làm sao thế?
Ngon lành rồi. Yeah.